Thanh Trang xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 10, 2023. Đến với VATV tối nay gồm có phóng sự cộng đồng và chương trình cải lương kể chuyện lịch sử do bác sĩ Nguyễn Thanh Long và Nguyễn Túy Nga thực hiện. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phóng sự tiệc gây quỹ cộng đồng Việt Nam tại DC, Maryland và Virginia, chương trình do Đậu Thanh Vân thực hiện. Của SBTN Washington DC và BTV xin kính chào quý vị. Kính chào quý vị, hôm nay thứ bảy, ngày 7 tháng 10 2023, buổi dạ tiệc và dạ vũ để gây quỹ cho cộng đồng đã được tổ chức tại thành phố Gettysburg, Virginia. Sau đây là những hình ảnh chúng tôi thu nhận được trong ngày hôm nay. Kính thưa quý đồng hương, sau một năm sinh hoạt, ban chấp hành cộng đồng đương thời của chúng tôi lại được gặp gỡ quý vị để cùng nhau nhìn lại những hoạt động mà cộng đồng chúng ta đã cùng vai kề vai trong một năm vừa qua. Đúng như xin được đại diện ban chấp hành đương thời chào mừng quý vị đến với tiệc gây quỹ cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia. Kính thưa ông Kevin Phạm Hiển, ông đã là chủ tịch cộng đồng của Việt Nam vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Maryland và DC đã được tròn một năm. Kính thưa ông chia sẻ cho khán giả biết được là những cái khó khăn gì về tài chính cũng như nhân lực mà ông muốn mọi người được biết đến. Dạ, đương nhiên như Phượng nói là cái vấn đề là Việt Nam mình có câu là có thực thì vĩ vật được đạo, thì chúng tôi hy vọng một cái một năm chúng tôi tổ chức một lần hay hai lần, thì hy vọng là quý đồng hương ủng hộ để mà tiếp tục cho chúng tôi có những cái quỹ dồi dào thì chúng tôi mới có thể làm việc được cho những cái event trong vòng năm tới là năm 2024. Kính thưa ông Bích Phượng, được biết giống như mỗi lần mà mình đi biểu tình hay là những cái có những cái mà sự kiện ở quốc hội, cái tiền mà chi phí mướn xe bus cũng rất là mắc. Như vậy mình đã, Bích Phượng nghĩ là cũng đã 3 lần như vậy rồi, vì những cái tài chánh đó thế nào mà ông có thể kêu gọi mọi người, cũng như Bích Phượng được biết có một gia đình đã tặng cho cũng như là 4 bộ cờ để trưng ngoài trung tâm thương mại Eden. Dạ, vậy thì bây giờ những cái lời kêu gọi của ông là có thêm cái gì khác nữa hay không? Như Phượng nói đúng, thì khi mà ban chấp hành lâm thời của ông Nguyễn Bộ Trinh trao quyền lại cho tôi thì tôi có được 5 bộ, thì bây giờ là còn lại 2 bộ. Nhưng chúng tôi có một tin vui là ông bà Bill Dương Hiệp, thì ông ta là sẽ hứa là hai ông bà sẽ cho chúng ta những bộ đồ hồ, tức là không giới hạn, vô hạn đến cho đến khi nào, cho tất cả, cho muôn năm. Đó. Vậy là một cái tin rất là vui, tại Bích Phượng biết những cái lá cờ đó khi mà mua ít nhất cũng phải là 400 đô một bộ, phải không thưa ông? Rồi kế tới đây nữa là những cái sinh hoạt, như Bích Phượng biết là sắp sửa Tết Việt Nam đến, Xuân Giáp Thìn, cũng như và ngày 30 tháng 4, ngày 19 tháng 6, ông có chuẩn bị gì chưa về tài chánh hay là ông sẽ muốn cây quỹ như thế nào? Cho tới bây giờ thì có lẽ chưa cái câu trả lời đó cho tới tối hôm nay hay ngày mai, mà tôi nghĩ rằng là cũng như cái kỳ mà ra mắt ban chấp hành thì phải nói là cái số tiền chúng ta không bao giờ lỗ, nhưng mà có lẽ cái số tiền chúng ta dư sức để mà tổ chức những cái chương trình trong năm sau, phải tại vì cái số tiền bây giờ trong quỹ còn lại khoảng trên vào khoảng 5.300 đô vẫn còn lại, thì với cái số mà thu ngày nay chúng tôi chắc chắn là chúng tôi vẫn có thể đủ để mà chi tiêu cho năm ngoái, cho năm sau. Good evening, Sheriff Uy. How are you? I'm doing well, thank you. I understand this is not the very first time that you attend our Vietnamese event. Sharing your thoughts with our communities and also the Vietnamese, most of us are in Northern Virginia. How many do you think in Montgomery County, and what would is the message for you to send it to them? So absolutely. First of all, it really is an honor to be here this evening to celebrate with the Vietnamese community, especially with the timing of harvest and fall celebrations. Again, my name is Maxwell Wee. I'm fortunate to be not only the 62nd sheriff of Montgomery County, but I'm the first Asian American sheriff ever elected in Montgomery County. There is a huge growing Asian influence in general in Montgomery County and certainly in the Vietnamese community. And I'd love to have the privilege this evening to talk about the strength in our communities and how law enforcement supports our Asian communities, specifically our Vietnamese communities.
Sheriff Uy, your last name is Uy. A lot of people thought you are Vietnamese. Can you be too? Yeah, so I've been told that before. Unfortunately, I don't speak Vietnamese. My father was born and raised in the Philippines. My family came from southern China, and they actually adopted a Filipino name. My father came to the United States, became a citizen, and I was actually born and raised in the San Francisco Bay Area. So my mother was Irish, and my father was Chinese, and I was stationed out here in the military to the East Coast, and I've lived here in Montgomery County for over 29 years and raised my family here, and I just certainly love the area. Well, we wish you the best, and we're looking forward to see you every event in Maryland, or maybe one day in our New Year's in Northern Virginia, and also in Maryland. I know they have several events in Silver Spring or Rockville, yes. Right? Yes, I was not able to make a recent harvest celebration in Silver Spring. I need to make sure I make that next year. However, I certainly look forward to being out and engaging in the community. Thank you very much, and looking forward to see you in every more events coming up. Thank you so much. Kính thưa quý vị, đứng kế bên Bích Phượng là ông Dương Văn Hiệp. Và được biết ngày hôm nay một cử chỉ thật là cao đẹp. Ông Dương Văn Hiệp và cô Lưu Lệ Ngọc đã hứa và tặng cho cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia hai lá cờ tại kỳ đài trung tâm thương mại Eden vĩnh viễn. Kính thưa ông, xin ông chia sẻ là cái động lực nào và một cái cử chỉ cao quý như vậy. Kính thưa khán giả của đài SBTN, tôi là Dương Văn Hiệp. Cái câu hỏi đó thì tôi xin phép được trả lời. Cái cột cờ Eden làm cách đây hơn 25 năm đó là tôi là người làm nên. Tôi và công ty chúng tôi làm cho cộng đồng. Đó là một vấn đề. Và thứ hai nữa là làm gì làm, chúng ta là người Việt tị nạn, không chấp nhận chế độ cộng sản. Thì lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá vàng tượng trưng cho tấm lòng của người Việt không chấp nhận chế độ cộng sản. Vì cái lẽ đó và vì cái lý do đó, tôi, vợ tôi sẵn sàng yểm trợ cho cộng đồng để lá cờ vàng ba sọc đỏ lúc nào cũng ngạo nghễ tung bay tại vùng DC này. Hơn nữa, ở thời điểm này vấn đề chống cộng này kia thì có một khoảng nó hơi bị sao lãng, thì chúng tôi là những người Việt không chấp nhận chế độ cộng sản, và chúng tôi lúc nào cũng mong muốn lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng ngạo nghễ tung bay tại vùng Hoa Thành Đống này. Và một điều nữa đó là tuy lá cờ vàng ba sọc đỏ hiện bây giờ chỉ là trong tâm tưởng của những người Việt quốc gia yêu chuộng tự do, nhưng mà chúng tôi muốn lá cờ vàng ba sọc đỏ lúc nào cũng ngạo nghễ tung bay để cho những thế hệ em, thế hệ cháu sau này biết rất rõ là lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ tượng trưng cho những người Việt quốc gia yêu nước, không chấp nhận chế độ cộng sản. Chừng nào cái cột cờ Eden mà còn lá cờ vàng ba sọc đỏ là chúng tôi sẵn sàng ủng hộ cho cộng đồng cái việc này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự Dạ Tiệc và Dạ Vũ cái quỹ cộng đồng tại thành phố Gettysburg, Maryland. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Phở 75 Centerville khai trương tháng 7 tại địa điểm mới 6053 Centerville Crossland, Centerville, Virginia 20121. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi ra mắt sách Tuốt Kiếm Phương Xa và Bóng Mây Tình Yêu, hai tác phẩm dịch thuật của Phan Lê Dũng được nhà sách Tiếng Quê Hương xuất bản, sẽ được tổ chức tại Đờ Nguyễn Võ Long và Kim Mỹ Dương Forum hay Nova Annadel Campus. Địa chỉ 8333 Leader River Turnpike, Annadel, Virginia 22003, vào lúc 1 giờ trưa ngày thứ Sáu 10 tháng 11 2023 và cũng là ngày lễ cựu chiến binh Hoa Kỳ. Tuốt Kiếm Phương Xa là một cuốn sách đầu tiên đưa ra một cái nhìn khác
với tất cả những cuốn sách các sử gia Tây Phương viết về lịch sử Việt Nam trong nửa thế kỷ qua. Trong Tuyết Kiếm Phương Xa, tác giả George Vitt đã khai mở tài liệu chi tiết của CIA, của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nối kết với các ký giả và cuộc phỏng vấn các nhân vật lãnh đạo Việt Nam trong suốt 20 năm để thuật lại lịch sử trong hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam. Tuyết Kiếm Phương Xa là một cái nhìn về chiều sâu của lịch sử để đối chiếu với cái nhìn nóng bỏng nhất thời của thời sự, đưa ra những suy nghĩ chặt chẽ, khúc chiết, rành mạch của những chính khách để đối chiếu với những cái nhìn kiếm khuyết chưa đủ sâu và nặng phần suy đoán của các ký giả. Đưa ra những phán xét chuẩn mực, cân nhắc của một vị quan tòa để đối chiếu với những suy diễn có tính cách cá nhân của các biện lý. Mời quý vị đón xem Tuyết Kiếm Phương Xa để biết những người lãnh đạo Hoa Kỳ đã thực sự suy nghĩ thế nào về tất cả những chính khách có tiếng của hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Để thấy rõ hơn những ảnh hưởng trực tiếp của các chính sách trong hai nền Cộng Hòa như Tuyết Kiếm Phương Xa đã mô tả, xin mời quý vị đón xem Bóng Mây Tình Yêu, một hồi ký ghi lại cuộc đời sóng gió của một người dân miền Nam trong suốt chiều dài cuộc chiến. Là một nghệ sĩ trưởng thành trong âm nhạc từ một cô bé hát giúp vui cho các cụ già trong xóm, cho các bữa lễ cưới, cho các ca đoàn trong nhà thờ. Nghệ sĩ Kim Vui đã tiến dần từng bước đến hát ở các rạp trình diễn, các hộp đêm, đã hát trình diễn cho các tay anh chị trong giới giang hồ của Bảy Viễn, đã trình diễn trong công dân vụ trong thời đệ nhất Cộng Hòa và đã trở thành một tài tử thượng đẳng của miền Nam, đoạt giải nghệ sĩ xuất sắc ở Đài Loan trong phim Chân Trời Tím.